Xin được mến chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Bác sĩ ơi tại sao được phát sóng vào lúc 16:30 thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7 đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, hiện nay việc sử dụng thảo dược để kiểm soát những bệnh mãn tính đang là xu hướng của y học hiện đại. Trong đó phải kể đến lá hèn của Việt Nam là một loại thảo dược có tác dụng làm giảm đàm, ho, khó thở, được nhiều nghiên cứu trong nước và quốc tế chứng minh. Quý vị thân mến, và với chủ đề của chương trình ngày hôm nay đó là thoát nỗi khổ đàm, ho, khó thở, bệnh COPD dai dẳng nhờ lá hèn, chúng tôi xin mời quý vị cùng gặp gỡ và trò chuyện với Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Thị Bay đến từ Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Kính chào Phó Giáo sư ạ. Vâng, xin chào Thanh Phương, xin chào tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình. Trước khi đến với phần trò chuyện cùng với Phó Giáo sư, kính mời Phó Giáo sư và quý vị khán giả theo dõi tiểu phẩm của chương trình nhé. Quang mèo ơi! Chạy! Sao chị ra đây vậy? Mình ho như vậy thì mình ở trong nhà. Nấu thuốc xong chưa đem ra cho tôi uống, chứ để tôi lên cơn tôi ho nữa là nhập viện nữa khổ nữa. Em đang nấu trong đó, bởi chuyện này phải chuyện của em đâu. Thì bây giờ nghĩa đi là thôi thôi chịu khó đi. Ai nói gì tôi đó? Ủa, trách nhiệm của em nấu thuốc rồi sao em bỏ đi để cho nấu chi nó nhằn quá. Anh kỳ lắm, anh hưởng lương của gia đình em, cuối cùng anh bỏ nó để em nấu. Nói giận hết sức giận luôn rồi đó. Chị bây giờ chị nói giùm tôi một tiếng đi, chị nói vậy khác nào chị nói tôi là cái người làm mà làm ăn tắc trách, không có lo việc nhà việc cửa này kia. Chị nói cái kiểu đó rồi sau này chủ cả ai dám mời tôi về làm ở đợ nữa. Lâu lâu nấu cho chị bữa cái gì đâu mà nhằn. Tôi đã nói rồi là không có cho ba uống những cái loại thảo dược mà không có rõ nguồn gốc đó nữa. Đâu có anh, cái chỗ này là chị hay mua đó. Cái này là chỗ ông Tư Thầy Lan, chị hay hốt mà chị uống mà sao không rõ nguồn gốc cái gì. Biết bao nhiêu tiền một thang thuốc đó không mà kêu chị phải bỏ. Chủ cả mà cứ để tôi phải dài hoài. Biết người ta nói người ở mà sao hỗn hào quá. Bây giờ tôi hỏi hai chị em nè ha. Mấy người uống mấy cái loại thảo dược đó, mấy người có biết rõ nguồn gốc không? Ông Tư ông lấy từ đâu sao mấy người biết được? Không biết. Không rồi, chưa hết. Rồi mấy cái loại thảo dược đó đó, mà không biết phải thảo dược không nữa hay là cây lá bậy bạ, ông bứt ở đâu ngoài đường mà xốp, ông bỏ vô. Rồi chưa kể, rồi cho là những cái đó là đúng là có thảo dược thiệt đi nha. Rồi người ta phun thuốc trừ sâu, phun thuốc rầy trong đó, rồi chưa kể xịt thuốc tăng trưởng gì đó. Chị uống cái đó mới đầu chị thấy cũng giảm nên chị mới theo. Dạ, em thì nhỏ dại thì nghe chị kêu sao em làm vậy? Vậy à? Ho đàm đúng không? Ho nhiều dữ lắm, bị nhập viện cấp cứu hết lần. Rồi sao nữa? Tắc nghẽn thở không được. Khó thở nè. Đúng rồi. Ho có đàm nè. Đúng rồi. Đó. Vậy thì bây giờ nè, hãy hỏi tôi đi chứ trời. Thế bây tự giờ nhiên tôi đứng tôi nói một mình, tôi tưởng tôi khùng tôi điên gì đó. Hỏi đi. Không bây giờ nè, khó mà. Bây giờ hỏi tôi tại sao vậy em ơi? Em có cách diễm giúp chị hôn đó, bây giờ chị hỏi nè. Bây giờ chị ho đàm nè, chị lên cơn, chị khó thở, chị nhập viện rồi, bây giờ làm sao cho chị bớt cái cơn lên cho chị? Để như vậy. Không em biết em chỉ giúp chị đi. Ít ra phải có cái lời hỏi tôi mới trả lời được. Để bây giờ tôi chỉ chị nghe. Đi hỏi bác sĩ. Chị mà nó hỏi anh kệ, hỏi cũng được, miễn có hỏi được rồi. Bà chị nhà em, bà ho nè, bà đàm nè, bà khó thở nè, nhờ bác sĩ nói rõ cho chị em nhà này lẫn em hiểu luôn à. Dạ. Thưa Phó Giáo sư, trong tiểu phẩm vừa rồi thì nhân vật có nhắc đến là mình bị đàm, ho, khó thở đã nhiều năm. Vậy liệu nhân vật có phải đang mắc phải bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD hay không? Và nhân đây thì Phó Giáo sư có thể chia sẻ về triệu chứng của căn bệnh này như thế nào ạ? Các cái biểu hiện triệu chứng như Phương vừa mô tả, đó là đàm, đó là ho, là khó thở, cũng là cái triệu chứng biểu hiện của viêm phế quản mãn tính. Viêm phế quản mãn tính đó là một loại bệnh lý, nó tái phát nhiều năm liền. Cái bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính nó gây ra tử vong đứng hàng thứ ba sau các bệnh tim mạch. Thì nói như thế để chúng ta hiểu rằng đừng coi thường cái loại bệnh mà chỉ có gây đàm, ho hay khó thở. Vậy thưa Phó Giáo sư, nguyên nhân của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và những cái triệu chứng đàm, ho, khó thở dai dẳng kéo dài là từ đâu ạ? Qua các nghiên cứu về bệnh sinh thì người ta thấy rằng các cái bệnh lý viêm phế quản mạn hay là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính hay là hen phế quản này nó thường do hai cơ chế, là cơ chế viêm và cơ chế tăng cường cái hoạt động và sản xuất của gốc tự do. Cái cơ chế viêm là cái sự xuất tiết các cái chất dịch rỉ viêm, và khi cái dịch rỉ viêm xuất hiện thì bạch cầu trong cơ thể của chúng ta sẽ đến để thực bào, nó tạo thành cái chất đờm, và cái đàm này nó sẽ làm tắc cái đường thông khí và hậu quả là nó gây khó thở. Cái cơ chế thứ hai là cái cơ chế sản xuất ra gốc tự do, và khi các gốc tự do này nó được sản xuất, nó hoạt động mạnh, nó sẽ làm cho tăng cường cái tình trạng viêm ở tại chỗ, và đồng thời nó gây co thắt của các cơ phế quản, nó làm hẹp cái lồng của khí phế quản hơn, và do vậy nó làm khó thở tăng hơn, nó lại làm một cái đợt
cấp tính đi vào cái tình trạng suy hô hấp. Thưa phó giáo sư, xu hướng hiện nay là mọi người sử dụng lá hen để điều trị đàm, ho, khó thở dai dẳng kéo dài và cả bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Vậy công dụng thực sự của lá hen như thế nào ạ? Về mặt khoa học thì người ta nghiên cứu, người ta thấy rằng trong cái lá hen thì nó có các cái thành phần hoạt chất như là cái alpha beta amirin. Nó có tác động, vừa có tác dụng chống viêm, vừa nó có tác dụng làm lông đờm, làm cho thông thoáng đường thở và làm cho giảm ho. Bên cạnh đó nó cũng có tác dụng chống co thắt để làm cho nó dễ thở hơn. Thì thưa phó giáo sư, Tâm Phương có đọc được một số những thông tin về việc để tăng cường hiệu quả của lá hen, xin được chia sẻ cùng với quý vị khán giả và phó giáo sư. Đó là các nhà khoa học đã nghiên cứu phối hợp cao lá hen với lại cao anti-DCOPD cốt khí cũ cùng một số những chất chống oxy hóa alpha lipoic acid và L-carnitine bào chế dưới dạng là viên uống. Và thưa phó giáo sư, hiện tại thì đã có những nghiên cứu nào về sản phẩm này chưa ạ? Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương thuộc Viện Nghiên cứu Y học và Trung ương đó có nghiên cứu về cái sản phẩm cao lá hen trên 60 bệnh nhân trên lâm sàng, gồm có 30 bệnh nhân thì sử dụng cái sản phẩm có chứa cao lá hen, 30 bệnh nhân sử dụng cái phác đồ điều trị tại cái bệnh viện ấy sau 15 ngày và sau 30 ngày của cái đợt cấp. Trên 90% trường hợp bệnh nhân trên lâm sàng giải quyết được các cái triệu chứng như tôi vừa mô tả, như là ho, như là khạc đờm, như là khó thở. Bên cạnh đó thì cái nhóm chứng sử dụng cái phác đồ điều trị tại chỗ của bệnh viện nó chỉ giải quyết hơn 50% trường hợp thôi. Thì kết quả của công trình nghiên cứu này nó góp phần minh chứng cho một cái câu truyền miệng trong dân gian, đó là lá hen là khắc tinh của các cái biểu hiện của ho, của lông đờm, của khó thở, là triệu chứng xuất hiện trong các cái bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính hay viêm phế quản mãn tính hay là hen phế quản. Ngoài ra đó thì có một cái công trình nghiên cứu khác của các nhà khoa học của Nam California, người ta cũng ghi nhận trong cái sản phẩm mà có chứa cao lá hen này giải quyết được các cái triệu chứng thường xuất hiện trong viêm phế quản mãn tính, trong bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và trong cái hen phế quản. Lời khuyên cho người bị viêm phế quản mãn tính để giảm nhanh đàm ho, khó thở, giảm tái phát đợt cấp và ngăn ngừa biến chứng bệnh, thường xuyên tái khám và tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ, bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng để nâng cao thể trạng, tập các bài phục hồi chức năng đường thở, giữ ấm cổ và ngực, môi trường sống trong lành, không khói bụi. Nên sử dụng sản phẩm chiết xuất từ cao lá hen giúp 96,7% người dùng giảm nhanh đàm ho, khó thở, giảm tái phát đợt cấp và biến chứng của hen suyễn, viêm phế quản mãn, phổi tắc nghẽn mãn tính COPD. Hiệu quả đã được chứng minh lâm sàng tại Bệnh viện Nam California và Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, đăng trên tạp chí Y khoa Hoa Kỳ. Xin được cảm ơn những thông tin chia sẻ rất là hữu ích về sức khỏe mà phó giáo sư đã gửi đến cho chương trình. Và bây giờ thì xin kính mời phó giáo sư và quý vị khán giả cùng quay trở lại với tiểu phẩm chương trình ngày hôm nay nhé. Đó, chị nghe bác sĩ ta tư vấn không? Tự nhiên bác sĩ nói xong kem sáng bừng luôn chị. Trời ơi, thấy rõ mồm một cái bệnh của chị luôn vậy đó. Em đàm quá, nè, em ho nè, khó thở dai dẳng nè, đúng không? Đúng rồi. Mà nó tái đi tái lại nhiều lần. Chính xác. Sát thủ thầm lặng chứ không phải chơi. Đó, cái hôm mà chị bị nhập viện được rồi đó, là suy hô hấp đó. Là suy hô hấp đó, ảnh hưởng đến tính mạng. Ghê chưa? Mà hồi nãy chị nhớ là bác sĩ có nói cái loại gì mà chiết xuất từ cao lá hen á. Cao lá hen. Bây giờ đi mua đi mua liền về. Biết đâu mà mua. Ủa sao vậy? Ra mua bậy bạ về mang bệnh thêm. Để anh chị em đi. Thì phải hỏi đi ta mới chị. Em rành. Bây giờ em ra em hỏi đi. Em mua cho chị đi nha. Tức là có hỏi có yêu cầu tôi đó phải không? Đúng rồi. Đó thì gia chủ ít ra phải nói tiếng người ở mới đi làm cho chứ. Dạ anh. Người ở cũng có giá trị. Đây nè. Dạ. Thiệt ra hồi nãy tôi đi là tôi mua cho chị, chứ không phải tôi đi chơi đâu mà để về chị em chị nặng nhẹ này kia cho tôi. Buồn chứ. Coi đi. Nghe, đây là sản phẩm được chiết xuất từ cao lá hen. 96,7% người mà sau khi dùng xong á giảm tái phát đợt cấp và biến chứng hen suyễn, viêm phế quản mạn, phổi tắc nghẽn mãn tính COPD. Sản phẩm đã được chứng minh lâm sàng và đăng trên tạp chí Y khoa Hoa Kỳ. Sau 5 đến 7 ngày mình dùng nha là đàm nó loãng ra, ho tống đàm văng ra ngoài luôn. Hay vậy? Ừ, sau 30 ngày thì giảm đàm ho rõ rệt, thở dễ dàng hơn. Trời ơi, hay quá. Nếu như mà chị uống đủ từ 3 đến 6 tháng là sẽ không còn lo tái phát đợt cấp nữa. Em nghe xong là thấy cái này là hợp cho những người mà ho dây dẳng, mà ho có đàm ý chang chị á. Ừ. Sao em biết cái sản phẩm này hay mà em chỉ cho chị? Má em còn bị suy hô hấp nhập viện mấy lần luôn. Khi mà được người quen người ta chỉ cho cái loại này xong nghe, mua cái sản phẩm này về cho má xài. Bây giờ má khỏe, má ra công viên tập với mấy bà bạn mỗi sáng luôn. Bữa đi ngang công viên thấy má chơi nhảy dây ngoài nữa. Cái mùa khét. Khét thuốc. Giặt liền. Có cái cao lá hen rồi bỏ liền. Đúng rồi.
Quý vị thân mến, và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Bác sĩ ơi tại sao cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Và chúng tôi xin được chân thành cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Thế Bay đã dành thời gian tham dự chương trình ngày hôm nay ạ. Mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.